Hôm nay mình chắc lại đi bày cút tiếp anh em ạ. Mình hiện đang ở một lô cà vối anh em ơi. Nhìn địa điểm thế chắc có nhiều cút lắm. Hôm nay mình sẽ bày chim cút bằng cái gương này nha anh em. Bữa nay thấy coi trên mạng cũng có mấy ông anh nó bày chim cút bằng gương thấy hay hay, thử mình thử test thử xem có được không nha anh em. Giờ kiếm chỗ đặt bẫy đã anh em ạ. Chào anh em nha. Giờ mình sẽ cắm bẫy. Vai bẫy. Cắm xung quanh xem nó có về không ta. Hy vọng là về nha anh em ơi. Trời ơi. Đó. Mình cắm kiểu vậy nha anh em ơi. Không biết là cái gương này nó có chịu vô không ấy. Hay là sự nó vô đá nát gương về bà thịt chết ấy. Giờ mình sẽ bật đài rồi chờ đợi nha anh em ơi. Chè chè đài tí tí nha. Rồi, anh em cùng mình chờ đợi kết quả nhé.
Hello, chào anh em nhé. Được một con rồi. À, em kia chui đi chui lại mà không mắc bẫy anh em ạ. Được một em nha anh em ơi. Bầy cút bằng gương nha anh em. Mình không xuống nhanh chắc nó đá bể gương quá.
Con kia còn kêu kêu ở kia kìa. Thử mẹ dùng súng cao su làm phát xem được không ta. Nó cứ kêu kêu ngoài kia anh em ạ. Có đạn đi đâu hết rồi ta. Bắn đéo trúng anh em ơi. Thế nha anh em ơi. Test đã thành công anh em ạ. Mọi người thấy hay cho mình một like, một lượt đăng ký, bấm chuông để ủng hộ mình nhé. Chào mọi người nhé.